Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của nhà thông minh Gobi chúng tôi. Hôm trước thì mình đã có cái bài giới thiệu cho quý vị và các bạn là những mẫu camera có chất lượng hình ảnh 2.0 đến từ Hikvision. Đó là những loại camera có dây sử dụng đầu ghi. Ở đây là cái con camera dome. Hôm đó thì mình đã giới thiệu cho quý vị và các bạn giữa vào một con dome một con thân. Thì hôm nay thì ở trên này thì mình đã demo một cái con cam là cam dome rồi. Con cam dome với cam thân thì nó rất là giống nhau về mặt chất lượng, chỉ khác nhau về mặt hình dáng và cái khả năng chịu được mưa gió ở ngoài trời. Còn cái hình ảnh của nó thu lại được từ cái con cam này sẽ trông như thế nào, đó là cái điều chúng ta rất là quan tâm. Để khi chúng ta sử dụng thì chúng ta muốn biết được hình ảnh thực tế nó ra làm sao để chúng ta lựa chọn. Thì ở đây là cái con cam kia ở trên này, thì ở thực tế thì ở đây nó là cái con cam ở đây này, cái hình ảnh nó thu được thì nó là cái con cam này. Bây giờ mình sẽ thử cho quý vị các bạn xem nó chính xác của nó nhé. Đó, khi mình giơ cái tay ở đây thì ở cái màn hình kia nó đã bịt lại rồi. Đó, để cho quý vị và các bạn nhìn rõ được cái chất lượng hình ảnh của cái con camera 2.0 Full HD đến từ Hikvision thì cái chất lượng hình ảnh nó thu lại được như này. Còn bên cạnh đây là cũng là cái loại con 2 chấm, nhưng mà nó là cái con cam mà có chức năng báo động giúp chúng ta có thể xua đuổi được kẻ trộm. Còn dưới là cái con cam mà có cái chức năng có mic, tức là chúng ta sẽ thu lại được âm thanh khi mà chúng ta đặt ở tại văn phòng, đặt tại những cái nơi mà chúng ta cần thiết thì chúng ta sẽ đặt ở đó để chúng ta mục đích là có thể ghi vừa được hình ảnh vừa được âm thanh. Còn cái con cam dome này là con cam dome 24 giờ mình đã đánh dấu. Con camera dome 24 giờ này thì có khả năng là ban ngày và ban đêm đều có màu. Khi ban đêm thì nó sẽ hoạt động là nó sẽ bật một cái đèn led lên giúp cho quý vị và các bạn có thể nhìn được rõ. Ở đây thì mình sẽ bật cái con này rộng hơn ra để cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cái TV Sony 49 inch. Mình đã dựng demo lên để giúp cho quý vị và các bạn có thể. Đây hình ảnh thu được thực tế khi mình đã mở full màn hình của cái TV lên. Đó, như quý vị các bạn nhìn thấy rất là rõ, hình ảnh rất là trung thực, đem lại chúng ta một cảm giác rất là sắc nét. Màu sắc rất tươi tắn. Và đây là con cam dome 2.0. Và ngoài ra thì bên mình sẽ có những cái con cam có chất lượng hình ảnh cao hơn, đó là camera 5 chấm, camera và camera 8 chấm. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái dòng camera khác nữa. Ở đây con cam chân chống trộm này, con cam dome 24 giờ này, con cam này cũng chân chống trộm này, vừa ban đêm vừa có màu vừa còi hú luôn này. Con cam này thì có tầm xa hồng ngoại 40m này. Con cam này con cam có mic này. Ở đây là đi kèm theo hai chung cửa màn hình. Ở đây thì mình còn rất nhiều cái mẫu camera khác, thì sắp tới mình sẽ có thời gian review so sánh giữa các loại cam này để chúng ta sẽ nắm được là cái nhu cầu thật sự chúng ta nên sử dụng loại cam nào. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho quý vị và các bạn đây là những mẫu camera 2.0 megapixel đến từ Hikvision với cái chất lượng hình ảnh nó là Full HD, rất là sắc nét, rất là đẹp. Có loại camera dome và các loại camera thân. Quý vị nào đang có nhu cầu đó đặt camera cho nhà riêng, nhà hàng, trường học, bệnh viện có thể lựa chọn ra những cái dòng sản phẩm như thế này, nó rất là giá rất là hợp lý. Chất lượng hình ảnh rất là nét và thời gian bảo hành là lên đến 2 năm. Ngoài ra nếu như quý vị nào có quan tâm đến những cái dòng sản phẩm camera khác có chất lượng hình ảnh tốt hơn, tính năng mới hơn, xịn hơn, đẹp hơn thì sẽ hãy theo dõi video kênh của mình bằng cách hãy like, hãy subscribe để khi có ra bất kỳ video nào mới thì quý vị và các bạn sẽ nhận được ngay cái thông báo để gửi đến trực tiếp trên cái điện thoại chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.